Trước đây bầu 1 năm có tiêm bạch hầu uốn ván, bầu 25 vẫn tiêm 2 mũi hay không? À, nếu mà bạn đã tiêm bạch hầu ho ho gà uốn ván rồi á thì ở thai kỳ này bạn chỉ nhắc lại một mũi duy nhất thôi. Do đó là mình chỉ tiêm một mũi thôi, bạn 25 tuần thì bạn có thể tiêm được rồi.